Đừng quan âm oai thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua quan thế âm cứu cỏ đỏ xanh. Nếu ai có một niệm lành ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Vào trong bình liên miên khổ cực ai niệm danh ngài làm từng khói ngài bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới. Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa Đoan Trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Tròn môn nhà đứng vào canh Phật lòng từ bi chơn chất đáng ghê. Tuổi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn 9 năm chẳng tự lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ai hành theo ý chỉ của thầy bàn ra. Quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời 12 đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rôn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phò Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyện khen ngài. Oai thần linh hiện không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài không phú. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quảng này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho an, trong khổ hải đò từ vấn đời với chúng sanh đưa tới làng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thới. Từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài quý tròn một niềm. Dân sanh nghiêm ba kỳ xưng dương cùng không cùng tận. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tỏa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy chí tâm thanh lệ. Nam mô tận hư không biên pháp giới quả hiện vị lai tâm phương chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Liều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Thọ pháp chư tôn Bồ Tát, linh trang hồi thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cần Làng Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tím Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn là khâm công pháp giới đạo tràng mười phương ấy hiền thành mấy bao kiên tường chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền pháp thân toàn thế hiền tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phần pháp rồng sâu răng diêm màu ở trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Nay con nghe thấy kiên trì tụng nguyện tỏ như lai nghe diêm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung. Bây giờ Ngài Vô Tăng ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bày vai hữu chấm tay hương Phật mà bành rằng Thế Tôn Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà thân là Quán Thế Âm. Phần bảo Ngài Vô Tăng ý Bồ Tát Thiện Nam Tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đành. Do vì xưng ngoài thân của Bồ Tát này vậy nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm can thứ châu báu như vàng bạc lưu ly xa cừ mà nào sáng hô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ la sang trong đó nếu có nhận đến một người từng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang thoa coi làng quỷ la sám do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại chánh hiệu quán thế âm Bồ Tát. Thời giáo gây của người kia cầm liên gây từng khung mà đặng thoát khỏi nếu quý giả thoa cùng la sáng đầy trong cõi tam thiên đài thiên muốn thân hại người. Nghe người chứng danh hiệu quán thế âm Bồ Tát thời can quỷ dữ nó còn không có thế dùng mắng dữ mà nhìn người uống lại làm hai đắng giàu lại có người hoảng có tội. Hoàng không tội không cầm tiền kính trói buộc nơi thân cứng danh hiệu quán thế âm Bồ Tát hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi nếu kêu oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có một vị thương chúa dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sanh. Các ông phải nên một lòng chứng danh hiệu quán thế âm Bồ Tát vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí cho chúng sanh nếu các ông xưng danh hiệu ngài thời thế đặng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vì từng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y quán thế âm đại Bồ Tát có chân ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng giận hờn nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm quán thế âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý quán thế âm Bồ Tát có những chứng ngoài tầng rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến ngài nếu có người nữ già chớ muốn cầu con trai lễ lại cúng dường quán thế âm Bồ Tát liền sanh con trai phương đừng trì huệ. Già chớ muốn cầu con gái bèn sanh con gái cô tướng xinh đẹp chớ đa trồng cội vuông đứng mọi người đều kính mến vô tận y quán thế âm Bồ Tát có sân hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại quán thế âm Bồ Tát thời phước đứng chẳng luôn mất cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu quán thế âm Bồ Tát. Vô tận ý nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y cũng giường nằm của phan y ông nghĩ sao. Công năng của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng vô tận ý thưa bành thế tôn rất nhiều phần dài nếu lại có người thọ trì danh hiệu quán thế âm Bồ Tát nhận đến một thời lệ lại cung dường thời phương đức của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn kiếp không thể cung tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương thân lời ích như thế, ngài Bồ Tận ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nói pháp như thế nào, sức phương tiện của ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quân đồ nào đang dùng thân phần đàn đồ qua thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phần, vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác. Đàn đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân duyên giác, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn. Đàn đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân thanh văn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương. Đàn đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân phạm vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân để thân. Đặng đồ có Bồ Tát liền hiện thân để thích, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên. Đặng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tư tài thiên, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ xá môn. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tỳ xá môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Tiếu Vương. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Tiếu Vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Trương Gia. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Trương Gia, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Cư Sĩ. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Cư Sĩ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Tế Quan. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Tế Quan, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn, vì đó nói pháp người đang dùng thân Tỳ Kheo Ni Bà Tặng Bà Di. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo Ni Bà Tặng Bà Di, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân vô nữ của Trượng Giả, Cư Sĩ, Tế Quan, Bà La Môn. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ, về đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng dạ có càng thẳng Bà Tu La Ca Lầu La Thân Na La Ma Hầu La Dạ Nhân cùng phi nhân. Đặng đổ thoáng Bồ Tát liền đều hiện thân mà, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang. Đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang, vì đó nói pháp vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế. Dùng các thân hình vào đi trong các cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế, vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sanh, hãy ban cho sự mô ta ba này đều gọi ngài là vị thí vô úy, ngài vô tận y Bồ Tát Bành Phần Đăng. Thế con nay xin cung dường Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị 100.000 lượng vàng, nơi cổ đem cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thế này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi, ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này, bây giờ phần bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng thứ chúng cùng trời rồng. Và do càng tháng ba tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát. Thương hàng thứ chung và trời đồng nhân vi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có xứng oai thần từ tài, như thế giao đi nơi cõi ta bà lung đó, ngài vô tận ý Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng: Thế Tôn đủ thương tô con nay lại hỏi kia, phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm, đấng đầy đủ tướng tốt nói kệ đạm vô tận ông nghe hành Quán Âm kheo ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giá sự thanh lòng hài chỗ lớn hầm lửa lớn. Do chân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng, do chân niệm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đặng ngầm ở chốn cô di bị người sâu rớn xuống. Do chân niệm Quán Âm như bằng nhật treo không hoang bị người giữ được ra khuôn núi kim cang, do chân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mãi long hoàng gầm oán tận vay đều cầm dao làm hại. Do chân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sanh chén, do chân niệm Quán Âm dao liền gầy từng đoạn hoàng tù cắm xuyên xích tay chân bị gông cùm. Do chân niệm Quán Âm tháo ra đằng hoa khói nguyền rủa các cuốn độc muôn hại đến thân đó, do chân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc các loài quỷ. Do chân niệm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ, do chân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi động khói lửa đông. Do chân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sét đánh tuôn giá xối mưa lớn, do chân niệm quán âm liền đặng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bất tận. Quán âm xưng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ thân thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quý chúng sanh. Sanh già bình chán khổ lần đều khiến những anh chơn quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tăng tịnh không nhân. Huệ nhận phá cám tối hay phùng tai gió lửa khâm soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây khối mưa pháp cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trắng sờ tịnh do xứng niệm quan âm cửa oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai chiều âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chán hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức măng lành trong chúng sanh địa phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ai trì địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến chưa bánh vẫn rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền xương thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng yếm lúc phần ngôi phẩm phổ môn này trong chúng có 84.000 chúng sanh đều quan tâm vô đẳng chánh giác. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn quán thế âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma đi bán di hồng 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 án ma ni 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 bán di hồng phổ môn thị hiện cư có tầng thâm từ bi đồ mê tăng phó cảm tùy hình tư hải thanh ninh bá nạn vịnh vô thâm. Nam mô hiểu biến thông danh từ tài quán âm Như Lai quảng phá hoàng thế thính cứu khổ nguyện. Nam mô Hán Tà Ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ bi hiểm mà nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ trái tâm mà nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng. Nam mô Chú Dạ Tuần Vô Tôn Hải, Quán Âm Như Lai thề diệt tam đồ nguyện. Nam mô Vọng Nam Nham Cần Lễ Bái, Quán Âm Như Lai già tòa dài thoát. Nam mô Tào Pháp Thuyền Vua Khổ Hải, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Nam mô Tiền Tràng Khoan Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai tiến dẫn tay phương. Nam mô Vô Lượng Thọ Quần Cảnh Giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tí Trại, Quán Âm Như Lai quả tu tầm nhị nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Thành Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hại Phím Từ Phong Bồ Tát Tâm Dung sáng sáng hiện vô cùng. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát tâm kinh tâm trí huệ thính thính rộng lớn sáng trong ngần chẳng bớn mấy chân lào bốn thánh thiên chân bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm vần tâm ấy lặng trang sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng có bảy đỉnh đan hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham tiền bộ ngại đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông soi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tâm cả không chi phổ ách trong thượng tâm hiền cảnh sắc ra sáng không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tướng cùng đồng không tướng y như tường sẵn kia to tướng hành tướng phân chia cùng lại như vậy tông về chân không tòa sáng tướng nhưng ông tạm đó cao pháp kia tưởng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng cố chẳng tình chẳng sờn chẳng than cơ ấy lên cõi trên không giới thế lào vô ngại thường chân vốn không nguồn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy đồng không mà không nhãn giới bi hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang xuống đài đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tứ đế cũng chẳng có nào không chi là chỉ có nào đắng chi do vô sở đắc ly tăng cả nhân pháp kia đều xả nhị không vần lòng khi huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đạo điên tâm không rộn ráo chú duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn ban nhà đa bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhà là hơn pháp môn tối thân cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lực thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chúa tôi thường oai linh ấy chúa vô đẳng thịnh thịnh oai thần trừ tăng cả nguyên nhân cản khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chúa chân như thuyết rằng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tạng bà yên đế ba la tăng yên đế bồ Trong một phẩm vô môn thì hiện đức như phước chuyển thiên ngài oai thần linh hiển không hai. Cầm kinh cơ cô chân này công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ưng hiền tưng thì tới nơi diệu dắt cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường chí thành đôn nén tâm hương vừa niệm danh hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đứng như lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này một lòng nương mô câu ngài đổ cho, trong khổ hải độ từ vấn đời với chúng sanh đưa tới lạng ban. Chín từng khen báo đài vàng Di Đà Tho kia rỡ ràng thầm thơi, từ bi cứu khổ độ đời tầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dầm dồn trôi lăn mãi trong vòng lũng đạo. Thế Tôn đã đánh nín dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say. Mong xem huyền cảnh hằng ngày tai thánh thiên mẫn đường vua nịnh, mùi quen ngửi mùi thơm bấn tình lời dành theo lắm chuyện gay go. Thân ham dùng găm vón xe chua mở tướng bao la vũ trụ, bởi lùng dùng lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác hồi đầu tâm sám hối với mày tố rõ, nguyện tội từ nay dứt bỏ chuyện sáu căn đã khói lầm mê. Trương đài sen thành kính hướng về tình tam độc quý Tam Bảo ấy, phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tân cùng gồng rễ vô minh. Chí phàm vô tự lực khó thành cầu đại gia từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con giống lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bửu thành đặng từ gia giác tha biên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phung tùng công đức thù thân hành vô biên thắng phước giai hồi hưởng, có nguyện phàm giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chơn minh liễu, vô nguyện tội dương tâm tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh phẩm liên hoa vi vô màu hoa khai tiên phần hồ vô sanh bấn thối Bồ Tát vi bàn lữ nguyên dị thứ không đừng phò cầm thứ nhân thiên đặng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng vô ai thường tự quy pháp ai xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy tăng xin nguyện chúng sinh thống vi đại chúng thanh thái không ngại đừng quan âm oai thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua thế âm cứu cò đỏ sanh ai nếu ai có một niệm lành ai ngài nghe tiếng ứng danh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ai niệm danh ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa Đoan Trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thanh ấy chính là chi cả sau cùng tu chứng quả văn thù diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh tròn môn nhà đường vào canh Phật ấy lòng từ bi chơn chất đáng ghê tuổi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn 9 năm chẳng tự lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính Bắc thành Việt Nam ai một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ai hành theo ý chỉ của thầy ban ra Thế Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời 12 đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rôn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyện khen ngài. Oai thần linh hiện không hai tâm thánh cứu khổ chẳng nài không vô về. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ đổ cho ai, có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường. Chí thành đốt nén tâm hương ai, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quảng này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho an, trong khổ hải đò từ vấn đời với chúng sanh đưa tới làng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thới. Từ bi cơ khổ độ đời tân thanh, giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.